Chào bạn Nhật, xin chào cả nhà. Em giới thiệu cả nhà chiếc lò vi sóng Sanier, một cái chiếc lò mà tuyển chọn cực đẹp các bạn nhé, cực đẹp luôn, mẫu mã thiết kế rất đẹp mà tình trạng thì rất là mới. Sanier, quay cho các bác xem này, chiếc này được sản xuất năm 2008 này các bạn này, được sản xuất tại Thái Lan, tức là 2008 các bạn nhé. Nhưng mà không phải họ dùng đến bây giờ, tức là bên Nhật họ dùng cũng rất ít thôi. Cho nên là cái tình trạng của nó còn rất là mới, mới như những cái chiếc lò đời 19-20 luôn. Đấy ạ. Bản thân là bên em nhập về là không quan trọng về năm sản xuất lắm, mà quan trọng nhất là về cái chất máy nó còn thế nào. Đây, cái chiếc này kích thước của nó đây các bạn nhé. Kích thước đây. Lò này là lò 20 lít các bạn ạ. 20 lít nhé. Công suất tối đa 1350W, 1450W này, dịch ra nó chắc là nướng. Đây. 20 lít. Rất là hay luôn. Lò ở đây nó ghi này, chế độ healthy. Đây, chế độ sống khỏe nhé. Công suất 1000W inverter. Rất dễ sử dụng. Các menu tự động ở đây tương ứng với các cái số ở bên này, 5 6 7 này thì các bạn bấm luôn này, menu này nhé, tương đương ở đây. Menu dưới 11 đến 13 này thì ở đây. Đấy, tức là nó tương đương các cái menu này rất dễ dùng. Một thứ hai đó là vi sóng này thì là em vừa nướng nhé, cho nên là nó đang nóng. Nó tí nữa nó nguội nó sẽ chạy. Đấy, báo U50 các bác lưu ý nhá, tất cả các mã lò vi sóng của Nhật khi báo U50 tức là mình vừa nướng xong thì nó còn đang nóng. Đấy, nó còn đang nóng thì nó sẽ không cho mình chạy luôn nhé, mà phải để nguội nhé. Đây, vừa làm nóng. Đấy, thì các bác lưu ý như vậy. Và ra một lúc thì nguội nó sẽ chạy. Đấy, chứ không phải là lỗi gì đâu ạ. Chế độ giã đông tự động này. Đấy, chế độ giã đông tự động các bác nhé. Đấy, hai chế độ giã đông luôn. Đấy, vì sóng đây bắt đầu chạy đây các bạn này. Đấy, yeah. Tiếp theo là chế độ... cái này là chế độ nướng. Thời gian có chọn này. Đấy, yeah. Chọn thời gian là bao nhiêu giây nhé, bao nhiêu phút nhé. Đấy. Chế độ tiếp theo là chế độ này là vi sóng lên men. Thời gian này có các để em chỉnh lại các bạn. Vi sóng lên men thì mình chỉnh nhiệt độ mũi tên này. Lên thì 250 độ nhé. Đấy. Tiếp theo là cái này chỉnh công suất vi sóng. 700W. Đây. Đấy, mình chỉnh đấy thôi, 700W vi sóng. Rồi, tiếp theo đây. Vi sóng công suất 700W này. Đây. Có chọn thời gian này, bao nhiêu giây này. Đấy, mình chạy nhé. Đặc biệt ở cái này nó có một cái nút này các bạn này. Cái nút này nó vẫn đang U50 chưa cho chạy nhé. Đấy, nó đang nóng. Là cái nút mà các bác vệ sinh đây chạy ra đây, mình cũng chưa mở cửa ra. Vệ sinh máy, khử mùi máy luôn. Dạ. Yeah. Khử mùi máy nhé, nút vệ sinh khử mùi máy tự động. Đấy. Và đây đặc biệt tiếp theo là một cái chế độ này, các bác có thể chọn cái nhiệt độ ưa thích của mình bằng cách để tăng giảm đây. Ví dụ các bác muốn làm nóng thức ăn của mình, hâm nóng sữa này 50 độ chẳng hạn, thì có chỉnh đây lên 50 độ để mình làm nóng sữa cho trẻ uống này, hoặc là mình tự uống. Cái chiếc này thì nó có thể là, đây nó báo bảng nhiệt độ các bác này. Ví dụ ở các cái nước lạnh như Nhật họ có thể âm đến 230 độ C thì cái này là có thể cho làm âm đến âm 10 độ C, âm 6 độ C và đến nóng đến 90 độ C. Được chưa? Đấy. Rất là dễ dùng các bác ơi, một con lò vi sóng tình trạng rất mới nhá. Các bác nhìn bên trong này. Gần như là bên Nhật họ không dùng nhé. Bên trong này con này nướng này, con này nướng kín nhá. Đấy, nướng may so kín này. Đấy, hàng VIP mà. Đấy, rất là mới luôn, full flat này, cabin này. Cái này nó có một cái khay sơ cua nữa này. Rất là mới. Tức là nó không dùng đến cho nên là nó còn quá mới luôn. Đấy, một cái chiếc lò 20 lít đẹp Sanier thương hiệu. Đấy, cực đẹp luôn, mẫu mã thiết kế rất là đẹp, còn kính trong veo luôn nhá, mẫu mã thiết kế đẹp còn rất là mới. Đấy. Rất là mới các bạn này. Đấy. Chiếc này bán là 3,2 triệu nhá. Các bác nào có nhu cầu chốt thì các bác alo.
tình trạng hoạt động ok, hoàn hảo luôn. Đây sẽ test cho các bác luôn cốc nước nhé, vì sóng luôn đi. Mình có thể chọn nhiệt độ đây các bác, làm nóng bao nhiêu tùy, cho lên 60, 80, 75 độ này, bấm đây là chạy thôi. Mình có thể chọn nhiệt độ đây được, rất là dễ dùng luôn, menu tự động hết. Rất là đẹp luôn, tình trạng mới các bác nhé. Đây chưa là riêng hàng bãi, chơi hàng bãi các bạn không quan trọng về năm sản xuất mà quan trọng về cái chất của nó. Đây, quan trọng về cái chất của cái lò. Càng đời thấp thì ngày xưa họ làm càng cẩn thận các bạn. Thời ngày xưa sản xuất nhá thì rất cẩn thận luôn. Đấy. Dạ. Báo tiếng nhạc kết thúc. Đây mở ra cái nước các bạn. Bỏng tay luôn nhá. Đây, sau đây bỏng tay luôn 75 độ C như là mình đã cài đặt ở đây. Dạ. Yeah. 3,2 triệu các bác nha, một chiếc lò vi sóng nhỏ gọn đẹp, thiết kế cực đẹp luôn. Chào các bác.